Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ở video hôm nay mình sẽ quay một số loại sen xịn mới về cho các bạn xem nha. Đấy, hôm nay về rất là nhiều loại luôn. Rất là nhiều luôn các bạn. Từ sỏi hồng cho tới cờ rét, rồi những loại thụ nữa này. Đấy, giờ mình sẽ quay từng loại cho các bạn xem nha. Đấy, đầu tiên là hồng xoải nha các bạn. Hồng xoải thì video trước mình có quay rồi, nhưng mà đợt này lại về thêm lô mới nữa nên là quay sẵn để đây rồi quay luôn nha. Thấy hồng xoải đây, đây là những cây mà trong đợt trước đây. Thấy hồng xoải thì có giá 90.000. Đấy, các bạn thấy những cây trong đợt trước là giờ nó đã màu đã đẹp lại rồi nè. Đấy, còn đây bên đây là những cây mới về nè. Các bạn có thể thấy là những cái loại mới về thì lá nó sẽ hơi thưa một xíu ở cái phần ngọn. Đấy, nó ngọn màu nó chưa lên chuẩn được. Đấy, còn những cây mà đã về đợt trước rồi thì này, dáng và lá màu rất là đều. Đấy, hồng xoải thì vẫn 90.000 một bụi thôi nha các bạn. Đấy, đợt này mình về đợt trước bán cũng ok nên là mình về thêm. Đấy, có một số cây đây là hồng phấn va nha các bạn. Đấy, hồng phấn va thì mình có quay rồi. Đấy, mình còn lại vài cây thôi nha. Đấy, 220 một cây. Đấy, mình còn lại vài cây. Đấy, mận hồng đào cũng vậy. Mận hồng đào cũng đã quay rồi nên là mình sẽ đi nhanh những cái loại này thôi. Đấy, tiếp theo là mình có hồng dâu va nha các bạn. Đấy, đây là những cây hồng dâu va rất là đẹp đây. Đợt lô này về là cây rất là đều và đẹp nha. Đấy, màu đẹp, tầng lá đều, ít bị gãy rụng này. Đấy, và cây nó rất là khỏe nữa. Đấy, hồng dâu va đợt này thì có giá là 90.000 á, 90.000 một cây nha các bạn. Này, mình ghi nhầm giá, 90.000 nhé. Tiếp theo là đá nâu va thì 100.000 này. Đá nâu va thì cũng quay rồi. Để những cây quay rồi thì mình sẽ đi nhanh để tiết kiệm thời gian cho mọi người. Đấy, đây có cây mới là cúc xanh nha các bạn. Đấy, cúc xanh đợt mấy đợt mà về sen bầu quá là lâu lâu có một cây thôi là bạn nào cũng thích hết, bạn nào cũng khoái cây cúc xanh. Đấy, trong khi cây đó nó nhỏ tí xíu, là đợt này mình về cây to như các bạn, nó gần như sai chung luôn rồi đó. Đấy, và đẻ nhiều nhánh và có nhiều con luôn nha. Nhiều nhánh này, to này. Đấy, con phía dưới cũng nhiều nữa. Đấy, màu lên luôn nha các bạn. Đấy, cây lên màu luôn này. Đấy, và giá của nó thì cũng như một cây tầm sai chung thôi. Nó 50.000 một cây nha các bạn. Đấy, rất là rẻ. Đấy, cây giống mới, đẹp, rẻ. Đấy, thuộc dạng cũng hiếm nha các bạn. Đấy, mấy đợt mà lâu lâu mới về được một cây sen bầu là hầu như bạn nào cũng chốt cây này, nhưng mà lại không có mà bán. Đấy, đợt này lại về rất là nhiều nha, để các bạn xem này. Đấy, cây rất là đẹp luôn, khỏe mạnh luôn, cứng cáp. Đấy, 50.000 một cây cúc xanh nha các bạn. Tiếp theo là mình có kim cương tím nha. Đấy, kim cương tím đợt này về cũng dáng đẹp, màu đẹp luôn. Đấy, một số cây có con phía dưới như thế này. Đấy, kim cương tím thì 60.000 một cây nha các bạn. Đấy, kim cương bình thường thì đã khoảng 20, 15, 20.000 một cây. Cây này thì nó to hơn nha. Đấy, to hơn và giống xịn hơn. Đấy, 60.000 một cây nha các bạn. Tiếp theo là mình có bông hồng đen, loại bông hồng đen giống mỡ nha các bạn. Đấy, loại này lá nó sẽ có màu hơi xanh xanh nha các bạn. Đấy, bông hồng đen mà cây này nó màu hơi xanh xanh và cái form lá của nó cũng đẹp, nó góc cạnh của nó nhìn nó rất là hay nha các bạn. Đấy, một số cây như cây này thì nó mập này. Đấy, cây này nó mập này. Đấy, loại bông hồng đen mới này chắc cũng ít người có.
Đấy, giống này là lần đầu tiên mình có ở vườn luôn đó. Đấy, còn bông hồng đen bình thường thì nhiều rồi. Đấy, cây này thì nó tầm 4-5 cm gì thôi nha các bạn. Đấy, giá của nó là 60.000 nha. Đấy, nó bằng những cây sen size bầu ấy, kích cỡ thì cỡ sen size bầu mà giá 60.000. Đấy là các bạn biết nó xịn hơn những cây bình thường như thế nào rồi. Ở đây mình có một loại va mới này. Đấy, loại này thì nó gần giống mặt trời va. Đấy, nhưng mà nó xịn hơn nha các bạn. Nhưng mà đợt này lô này về thì nó hơi héo một chút. Đấy, mình phải dưỡng lại nên là quay trước cho các bạn xem thôi. Đấy, còn cái này phải dưỡng lại một thời gian nữa nó mới tươi lại. Mình phải tưới rồi dưỡng cho lá nó tươi căng lại màu đẹp nữa. Đấy, loại này thì quay trước thôi, còn giá thì nó sẽ rơi vào khoảng 150 một cây nha. Đấy, loại này nó xịn hơn mặt trời ra lá thì kiểu lá thì nó gần giống. Đấy, bạn nào có thích loại này thì có thể cân nhắc trước, rồi khi nào đẹp chắc cỡ độ 10 ngày nửa tháng gì thôi là ok rồi các bạn. Đấy, 150 một cây nha các bạn. Đây, tiếp theo là mình có sỏi hồng nha. Đấy, lâu lắm rồi, bao nhiêu chắc từ đầu năm tới giờ luôn mới về được một lô sỏi hồng mà đẹp như thế này. Đấy, sỏi hồng là bao nhiêu bạn hỏi mình mà đều là toàn hết. Mãi mới về được luôn một sỏi hồng siêu đẹp như thế này luôn nha các bạn. Đấy, các bạn xem này. Đấy, sỏi hồng đẹp lung linh luôn nha các bạn. Đấy, cây thì mấy chậu này là một gốc nha. Đấy, cây một gốc mà đẹp như thế này. Đấy, giá rẻ nữa, 100.000 một chậu nha các bạn. Đấy, các bạn không nhanh tay là cũng không còn đâu. Lâu lâu mới về được một lô mà sỏi hồng thì rất là nhiều người săn luôn. Đấy, và lô này thì vừa đẹp vừa rẻ nữa. Đấy, các bạn nhìn này, cây nào cũng rất là nhiều đầu và lá căng đẹp, màu đẹp luôn. Đấy, sỏi hồng 100.000 nha các bạn. Đấy, tiếp theo là mình có cúc tím bụi nha các bạn. Đấy, hay một số bụi cúc tím rất là to nha các bạn. Đấy, bụi này rất là to, một gốc nha các bạn. Đấy, các bạn trồng ra một chậu bự là sau này nó cao lên, nó nguyên một bụi màu tím. Đấy, rất là đã luôn. Đấy, một bụi như thế này thì có giá là 200.000 nha các bạn. Đấy, cúc tím thì cũng đã nói rất là nhiều rồi. Đấy, không phải bàn về độ đẹp nữa. Cái này lên chưa lên màu đấy. Cái này là hiện là chưa lên màu ấy. Lên màu là nó còn lung linh hơn nhiều nha. Đấy, mình có được đâu khoảng chục bụi như này rất là to luôn. 200.000 một bụi nha các bạn. Đấy, vuốt, đây là những cây vuốt còn lại từ đợt trước này. Đấy, hiện tại thì lá nó đã cứng cáp rồi. Đấy, mình đã dưỡng lại cũng cả tháng rồi. Đấy, 60.000 một cây nha các bạn. Đấy, một bụi rất là nhiều cây này. Đấy, đây là bằng những cây một gốc nha. Đấy, mình đã xả nhiều bụi để bán rồi. Đấy, nên là biết nó một gốc. Đấy, 60.000 một bụi. Đó, đây một loại mà giống mới mà giá nó cũng rẻ, có 60.000 nè. Và là cây này là chưa lên màu nha, lên màu là hơi bị đẹp luôn đấy. Bên đây là mình có chim xanh nha. Đấy, chim xanh thì giá cũng như đợt trước thôi, 60.000. Đấy, còn rất là nhiều. Đấy, mấy cây lên viền hồng này. Đấy, mấy cây mà hồng nhiều thì mấy bạn gọi chim hồng. Cây nào hồng ít thì gọi là chim xanh nha. Đấy, chim xanh 60.000. Đấy, một số cây rất là to này. Đấy, mà mình bán đồng giá 60 hết nha. Đấy, sợi tím 30.000 nha. Đấy, còn cũng khoảng 20 chậu sợi tím. Ở đây là có Echeveria Pansy nha các bạn. Đấy, mấy cây này gọi là Pansy đi cho nhanh. Đấy, cây này thì một bụi, cái này là 100.000 nha. Giống thì
cũng mới so với hàng phổ thông Đà Lạt đồ gì, loại này rất là ít, cũng khó gặp lắm, hầu như là không có. Đấy, chỉ có hàng nhập thì nó mới về được loại này thôi. Đấy, một bụi rất là to và giá là 100.000 nha các bạn. Đấy, cây này thì các bạn có thể hình dung là cái viền nó sẽ lên màu đỏ cam nha. Đấy, mình trồng đợt trước mình có cây trồng lên màu đỏ cam rất là đẹp. Đấy, còn bình thường thì nó xanh rất là mướt như thế này. Đấy, cây mà nắng bình thường, nắng nước bình thường thì nó sẽ xanh như thế này và nó gần giống như là cây sen Thái vậy á, nhưng mà màu nó xanh nhạt nhạt hơn một xíu so với cây sen Thái. Đấy, nhưng mà lên màu thì bao đẹp luôn. Đấy, màu lên viền cam cam đỏ đỏ rất là đẹp. Đấy, và một bụi này cũng rất là to nha các bạn. Đấy, một bụi to như thế này có giá là 100.000 thôi nha. Đấy, dành cho những bạn nào mà thích sưu tầm mấy giống mới lạ lạ. Đấy, bụi to và cây này mình thấy cũng dễ trồng nữa. Đấy, trồng thì nó như những dòng phổ thông thôi, nhưng mà được cái là giống mới và đẹp. Đấy, đấy, bên đây mình có một loại đá mới nha. Đấy, loại mới là vì không biết tên thôi. Đấy, những cây này thì hàng phổ thông thì rất là ít. Đấy, hàng Đà Lạt cũng rất là ít, hầu như là tìm rất là khó, hên lắm thì có được cây thôi. Đấy, cái kiểu lá như thế này thì nó lên màu, thường thì nó sẽ lên màu hồng nha. Đấy, còn hiện tại thì nó đang màu cam cam này. Đấy, màu nó cũng lên lộn xộn. Đấy, những bụi như thế này thì có giá là 80.000 một bụi nha các bạn. Đấy, loại đá như thế này. Đấy, cây này thì vận chuyển nên là nó cũng có một lớp phấn đấy. Vận chuyển thì nó sẽ bị trôi một ít phấn. Đấy, còn khi mà trồng lại thì phấn đều thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, mà mấy loại đá này thì nói chung thì dễ trồng hết. Cây nào mà dạng cành cành như thế này là trồng full nắng mưa được hết nha các bạn. Đấy, mình chỉ cần thuần lại khoảng độ tháng, 2 tháng gì là full nắng mưa thoải mái rồi. Tiếp theo mình có một loại Crest nha các bạn. Đấy, một loại Crest cực xịn luôn nha. Đấy, cây này lên màu này các bạn thấy này. Đấy, gốc của nó rất là già nha các bạn. Các bạn nhìn thấy gốc nó màu đỏ này. Đấy, thường những cây mà non á, gốc nó chưa già thì nó sẽ màu trắng hoặc là màu xanh. Đấy, những cây gốc già thì sẽ lên màu nâu đỏ như thế này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, trên đây là có một đầu bình thường ở chính giữa này. Đấy, còn xung quanh là những đầu Crest. Đấy, cái này mình cũng chưa biết chính xác nó là tên gì nữa. Chưa xác định được tên. Nhưng nói chung là cây này lên màu siêu đẹp và rất là khỏe nha. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, hiện cây Crest như thế này thì có giá là 180 cây nha các bạn. Đấy, mình về được 15 cây mà vừa đăng lên fanpage một cái là còn lại 6 cây như thế này. Đấy, hết nhất rất là nhanh luôn nha. Đấy, chưa kịp quay mà hết nữa hơn một nửa rồi. Đấy, hiện mình còn 6 cây nha các bạn. Bạn nào nhanh tay thì hốt được 6 cây này. Tiếp theo là mình có sỏi thiên thanh nha. Sỏi thiên thanh thì quay đợt trước rồi, nhưng mà đợt này đấy, để càng lâu thì cây nó càng mướt và đẹp nha các bạn, to hơn nữa. Đấy, mình đã dưỡng lại cũng hơn tháng rồi. Đấy, cây nó sẽ đều và đẹp hơn như thế này, to hơn nữa. Đấy, sỏi thiên thanh thì hiện còn 6 bụi nha, 150 một bụi. Đấy, còn lại 6 bụi, nó quay rồi nên mình cũng không nói gì nữa. Đấy, bên đây là có một số cây siêu khủng đây. Siêu to, siêu khủng, nhiều loại. Đấy, nhưng mà chắc để video sau mình sẽ quay kỹ hơn cây này cho các bạn xem nha. Đấy, cái video này thì cũng dài rồi, nói chung là quay nhiều quá thì các bạn xem cũng ngán. Thôi để mấy cây xịn sò siêu khủng này cho video sau nha. Giờ quay sơ cho các bạn xem như vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn có muốn đặt hàng thì có thể inbox vào fanpage Zalo hoặc là gọi số điện thoại bên dưới cũng được. Đấy,
còn có thắc mắc gì thì comment hỏi hoặc là inbox gì cũng không sao hết. Có nhiều bạn comment nó bị hay bị mất đó, mình không thấy. Nhiều khi mình thấy thông báo vô nhưng mà vô lại đọc không thấy comment của bạn đó luôn. Nên là các bạn muốn trả lời cho nó chính xác đó thì cứ inbox đi, chứ còn comment trên đây thì nó hên xui lắm. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn video lần sau nhé.